Đạo Lem ơi, hoàng tử cưỡi ngựa sẽ rước nàng đến. Sao giờ này còn ra đây? Nhớ không ngủ được, mò ra đây xem người ta có giống mình không. Ai dè người ta làm việc người ta cũng không nhớ luôn. À, trái tim bị tổn thương quá. Vậy rồi bạn muốn bác sĩ làm gì để đền bù cho trái tim tổn thương của bạn đây? Hay là hôn? Anh dám không? Ai ai ô, bao nhiêu chỗ không chọn, ai kêu chọn chán chị. Mà nè, tôi hỏi còn một câu nha, nhất định phải trả lời thật lòng. Hỏi đi. Tại sao cậu ghét Huỳnh như vậy? Anh cảm nhận được à? Dù nó là thần tiên giáng trần, tôi cũng không ưa nổi. Đã vậy, nó còn muốn giành anh với tôi chứ. Nhưng mà nếu mà anh còn tình cảm với nó thì tôi chịu thua. Nhưng tôi vẫn quyết giành anh cho bằng được. Ở đây. Thiệt không? Ừ. Duyên hồ gì mà trẻ con quá vậy? Thì sao? Thích không? Thật. Tình yêu là gì mà lại khiến con tim anh vun vỡ, chôn sâu thương nhớ trong lòng không